Thì năm ngoái là năm đầu tiên mà mình làm YouTube. Nói không sợ mọi người cười chứ, không ai coi hết á. Nhưng mà năm nay thì đỡ hơn một xíu xíu. Mình không biết nữa. Lúc đó mình rất rất là sợ bản thân mình sẽ bỏ cuộc. Ok, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha. Ta đang bước vào những cái tháng cuối cùng của năm rồi. Một năm qua của mọi người trải qua như thế nào? Hãy cùng chia sẻ với mình ở dưới phần bình luận nha. Trước khi đi tiếp với video của mình á, thì nếu mà bạn cảm thấy thích thì hãy đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube có thể gửi đến bạn những cái thông báo cho những video tiếp theo của mình nha. Mình cảm ơn trước. Đến với video này á, thì chúng ta hãy cùng nhau sống chậm lại. Mình biết những cái tháng cuối cùng trong năm á luôn là những cái tháng mà tất bật nhất, hối hả nhất. Nhưng mà hãy cùng mình sống chậm lại cái video này để cùng nhìn lại những cái sự kiện trong năm qua, nhìn lại những cái mục tiêu, những cái kế hoạch của bạn, nhìn lại những cái mối quan hệ của bạn, và cuối cùng cũng là phần quan trọng nhất là gửi một lời yêu thương đến bản thân của bạn. Thì phần đầu tiên là năm vừa qua bạn đã đạt được những cái mục tiêu gì của bản thân, hãy cùng chia sẻ với mình nha. Đối với mình á, năm vừa qua quả là một năm đầy biến động, có rất là nhiều cái lần đầu tiên đã xảy ra. Năm vừa qua mình có lên một cái mục tiêu, đó là mình sẽ đều đặn up video vào một cái ngày cụ thể trong tuần, và đó là thứ ba, và mình đã làm được điều đó. Mình rất là tự hào về bản thân. Bên cạnh đó thì mình cũng có đặt thêm một cái mục tiêu khác cho mình đó, đó là phải đọc sách mỗi ngày và tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, và mình cũng đã nỗ lực làm được điều đó. Còn bạn, bạn đã làm thực hiện được những cái mục tiêu gì của bản thân? Điều tiếp theo đó là hãy cùng nhau nhìn lại những cái mối quan hệ trong năm qua của bạn. Ngẫm lại á, ta sống và giao tiếp sẽ luôn có những cái mối quan hệ mới được thiết lập. Song hành với nó thì sẽ có những mối quan hệ đến rồi đi. Đủ duyên, đủ sâu sắc thì cả hai sẽ cùng nhau ở lại. Còn nếu không á, thì cứ để mọi thứ diễn ra theo một cái lẽ tự nhiên của nó. Không ràng buộc, cũng không níu kéo. Tới đây ấy, thì mình cũng muốn gửi một lời đến tất cả những cái mối quan hệ của mình. Dù họ có chọn rời đi hay là ở lại, đó là mình cảm ơn. Có một dạo ấy, mình có một cái thói quen ấy, đó là hay chạy vòng vòng thành phố vậy nè, tận hưởng cho mình cái cảm giác lành lạnh, yên bình của thành phố về đêm. Những cái lúc ấy, ấy mình chợt nhớ lại những người bạn đã từng ngồi ở phía sau yên xe của mình. Mình chỉ muốn nói một điều đó, đó là mình cảm ơn vì đã là bạn của mình. Cảm ơn vì đã có đôi lúc chúng ta cùng chung dòng suy nghĩ. Cảm ơn vì đã cùng nhìn ngắm thành phố về đêm. Mọi người biết không? Bình thường á thì đối với những người bạn của mình á, thì mình luôn trưng ra một cái bộ mặt cục súc, hài hước. Nên là á, mình sợ nếu mà tụi nó coi được cái clip này của mình á, thì tụi nó sẽ bị bỡ ngỡ, sẽ bị sang chấn tâm lý vì cái hình tượng sến sẩm lúc này á, nên cho mình xin phép á, kết lại cái phần 2 này á, bằng một sự cục súc thường ngày. Đó là thấy tao cảm ơn những đứa ngồi sau yên xe tao vậy thôi á. Chứ tưởng ngồi sau yên xe tao là dễ à. Bên cạnh đó, có những chuyện gì không vui thì bỏ qua được thì bỏ qua đi mọi người nha. Có những người á mà mình miễn cưỡng lắm 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 luôn á mà họ cũng không có thích mình á, thì thôi uncrush đi, tập yêu bản thân mình nhiều vô nè. Bản thân mấy bạn á đó, mạnh mẽ lên, cố lên. Cảm ơn gia đình, cảm ơn những người bạn, và đặc biệt á, đó là năm nay mình sẽ có thêm những cái vị khách đặc biệt mà mình muốn gửi lời cảm ơn. Đó là cảm ơn những người bạn đã ngồi trước màn hình của mình, đã chọn tình yêu và chọn xem video của mình. Mình rất là cảm ơn. Có một điều nữa, đó là năm qua mình có gửi một cái lá thư gửi đến bản thân năm nay nè. Các bạn có muốn đọc thư cùng mình không? Im lặng, tức là có nha. Chuyển thôi.
là nhắn nhủ: năm mới rồi, tao giao nó cho mày, mày phải tự chăm sóc bản thân thật là tốt. Mệt thì nghỉ ngơi rồi đi tiếp, chứ đừng bỏ cuộc nha. Và bản thân nên là người tự tạo ra động lực cho mình. Thì năm ngoái là năm đầu tiên mà mình làm YouTube. Nói không sợ mọi người cười chứ, không ai coi hết á. Nhưng mà năm nay thì đỡ hơn một xíu xíu. Mình không biết nữa. Lúc đó mình rất là sợ bản thân mình sẽ bỏ cuộc. Và sâu bên trong mình á, mình biết chỉ có kiên trì, thật là kiên trì thì mới có thành quả thôi. Nên là mình đã tự động viên bản thân mình: hãy tự là nguồn động lực của chính bản thân mình. Mình làm vì mình thích cái đã, chứ đừng đặt nguồn động lực ở phía bên ngoài nha. Qua năm mới á, mình cũng sẽ làm một việc tương tự như vậy. Đó là mình sẽ, vào đầu năm mình sẽ gửi một cái lá thư cho bản thân mình, và cuối năm chúng ta hãy cùng nhau ngồi đọc lại cái lá thư đó với mình. Chịu không? Ok không? Và mọi người cũng hãy làm cái cách tương tự như vậy để mà tiếp thêm động lực cho bản thân, cũng như là tập yêu bản thân mình nhiều hơn. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn gửi đến cho mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã nán lại và xem hết clip của mình nha. Chắc là mình sẽ chúc mọi người năm mới luôn. Mình sẽ không chọn chúc mọi người có thật là nhiều tiền và sắm những cái những món xe, những cái điện thoại như ý mọi người muốn. Mình không chúc những điều đó. Mình sẽ chọn chúc mọi người á, có một cái nội tâm thật là vững vàng để mà có thể đương đầu với những cái khó khăn thử thách. Mong rằng bạn sẽ thích chiếc video này cũng như là những cái video khác của mình. Nếu mà thích á, thì hãy share những chiếc video này để mình có thể tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kanchiki. Mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống của mình trên story. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết clip của mình, cũng như là nội dung mà bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ notch lại và mình rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.